Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Ở lần này thì vừa rồi mới ngày 1 tháng 7 này thì bên máy chủ S6 Đại Sài Tắc đã ra cái event, đó là lễ Vu Lan báo hiếu. Thì Khải cũng sắp xếp mua nguyên liệu cũng như là kim nguyên bảo để chuẩn bị anh event này anh em ơi. Bây giờ thì cần 1.000 hoa hồng đỏ, 1.000 hoa hồng trắng và 1.000 hoa hồng vàng, và chắc là 50k điện tuấn kim. Biết tới 50k điện tuấn kim còn không nữa, cứ từ từ có ai có tiếng được có 50k thì mua. Hiện tại Khải đang đứng đợi mở túi nguyên liệu anh em ơi. Trong thời gian đứng đợi mở túi nguyên liệu thì anh em cùng đi tham khảo với Khải liệu cái Vu Lan này nó có cái nhiệm vụ gì và nó có vật phẩm gì trong cái event này nha anh em. Rồi anh em ơi, anh em đi theo dõi này. Đây, thời gian và điều kiện bắt đầu là sau ngày 30 tháng 6 đó, hôm nay ngày 1 tháng 7 này, và hôm nay Khải bắt đầu ăn thì là ghép ngay tại Tương Dương trung tâm 197-200 hộp Vu Lan này. Hộp Vu Lan thì mở ra bông hồng trắng đỏ vàng và bông hồng lam là điểm tống kim 150 điểm một bông, bông hồng lục là 50 điểm một bông. Rồi ok, cũng giống như event cũ rồi, và thiệp cá nhân và thiệp văn hội. Và cái này là bó hoa tam sắc, cái này là event tiền vạn, event tiền vạn này thì anh được một cái là 15 triệu, 1.000 cái sẽ là 15 tỷ. Rồi ok, đây đỡ im bên đây. Bây giờ xuống cái event đây nè, bông hồng vĩnh cửu nè, cái này là chuẩn bị khả ăn nè. 1.000 bó hồng vĩnh cửu một cái là 30 triệu, thì 1.000 cái sẽ là được 30 tỷ. 30 tỷ thì với cấp này thì chắc Khải lên được 3 cấp. Với cấp 125 hiện tại thì Khải lên chắc chắn sẽ được 3 cấp, 3 cấp hơn. Sau khi ăn thì sẽ được đồ phổ các hồng kim phái các loại, đồ phổ ăn ban các loại, đồ phổ nông phấn các loại, hiền tinh, bảo rương chuẩn bị tím, mật tịch, bí tịch, đền bài bút xanh, bảo xanh đặc biệt, hồng minh thạch, thiệt vũ lan, thiệt vũ lan cá nhân và ban hội. Như đây, khăn tròn thành mẹ, sau khi sử dụng xong sẽ được... khinh chồng thằng mẹ nữa, anh được ít đồ nữa nè, nó anh được ít đồ nữa nè, 1.000 cái sẽ nhận được cái này, sử dụng 50 khinh chồng thằng mẹ sẽ được 15 triệu trên một cái. Đa phát sáng thì thiếu nhi, thì thiếu nhi tiềm năng. Rồi đèn hoa đăng, đèn hoa đăng ok, càng khôn tạo hóa máu tông kim, đình bài phi nhân, chứng cổ thị tinh, tinh hồng, lễ bài bi kiếp, phục diện thiên hoán bằng nhược, sử đề dân thiên thổ lộ, quá tử thiên sơn, số thủ dạng đình bài phong độ. Nói chung không khác, sẽ không khác gì bình cũ này, mà không khác gì bình cũ luôn. 250 cái được 10 triệu, 500 cái được 15 triệu, và được vòng sáng này, được nhận ngẫu nhiên các loại mặt nạ, mặt nạ tỷ lệ hay không thuộc tính, tỷ lệ có hay không thuộc tính kháng cả năm, hoặc là hàng sử dụng 15 ngày thuộc tính kháng cả năm. Rồi tiếp tục sẽ được là tiết nguyên tinh và tiết hoạt tinh, và chân đơn thì nhân đơn đã thành bí kíp 9x, bí kíp 120 đã thành 120, một bát bảo đương trong bảo càng khôn, lên bài bót, bài bót Vu Lan. Nói chung là nó tương đương giống như bình cũ, không khác gì anh em ơi, không khác gì cả. Máu kinh nghiệm này nọ và các vật phẩm nó ra cũng khá tương đối giống nhau, không giống không khác gì bình cũ nha anh em. Okay, anh em, và chắc là mở cũng xong rồi. Nên chúng ta bây giờ thì về chúng ta cùng mở này. Hiện tại bây giờ nhiêu? Sắp đủ rồi. Các tất cả là bông sắp đủ rồi. Đúng rồi, sang đất ơi, đúng rồi. Xét nhu tình giá này bao nhiêu? Xét nhu tình server này giá khoảng tầm 1 triệu quay đầu là có một set rồi Dung Mi ơi. Cái nhóm hồng long anh đá nhiều, cái nhóm hồng long này hôm trước Khải ép 2.950.000 này, mới ép cách đây 2 ngày, nhưng mà 2 ngày thôi, mới ép cách đây 2 ngày thôi. Ok đây mà, đây bông hồng trắng gần đủ chưa, bông hồng vàng thì mọi thứ gần đủ rồi, hồng đỏ gần đủ rồi, nói chung là mở ra cũng gần đủ rồi. Lâu lâu anh em nào còn điện thống kim bán cho anh em 10k anh em ơi. Anh điện thống kim anh em, anh Vinh nữa anh em ơi. Rồi vừa chỉ được một mạng. Nó lại đây cái thằng mà Thiên Nhẫn Đại Sài Tắc 2022 này clip hết nhiêu đó rồi, em lên lại em đưa đi dạng lại cho.
Thiên Nhẫn chỗ nào? Chỗ nào bán? Thành bán trăm vạn á. Được rồi. Dạ mày lòng ra mà lái luôn như bán gì phí, mất nó mất phí á. Một cái là mất. Không mất phí. Ờ giờ tôi đi đi. Thiên Nhẫn đại trực tiếp 2022 này. Được, để coi mua không. Lấy hết nhiều loại rồi. Chăm. Vừa đủ luôn, mỗi là 1.000. Chỗ nào? Đây nè. Là 50k hết bao nhiêu tiền? Ừ. Không. Góc nào? Góc nào? 14, 16, 18, 19. Giờ Tống Kiên còn đủ không rồi? 50k điện Tống Kiên mà mình đủ không nè. Tại vì hôm trước có đánh Tống Kiên mà cứ đủ nè. Ui, lên lộn rồi. 1.000 cái. Không đủ. À, không đủ, không đủ. Gọi có nhiều k vậy? Tương Dương Trung Tâm. Đâu đâu. Có 20k. Má thảm. Chị nó mất phí không rồi. Đây là tới. Đã đấy được đó. Tương Dương Trung Tâm. Đừng nói nè. Tiên Nhẫn. Tiên Nhẫn. Ôi dồi. Tính ra bán giờ thì 1.000 even thì 1k dạng. 1k dạng tính ra thì bị canh nữa. Mà bán giá này ai mua cao lắm đúng không? Rồi đó lái này. Có bạc đây, có bạc luôn. Bây giờ mua gì phí vậy này? Rồi xin chúc mừng anh 4 nông dân ghép thành công Vy Vong kìa vãi đấy. Ờ hên xui mà. Mồi chứ một phát rồi, bị tay rồi. Ờ 1, 2, 4 người xếp đủ rồi nè em ơi. Tiền vàng không có, mà kích cho anh tí nữa tao làm đưa. Chuẩn bị phát lương công thành nha em, anh em đợi Evan xem cái phát lương công thành nha. Lít đi, lấy em đưa lại cho. Thứ 1.000 nè. Thứ này mà bán giờ là thành 1k rưỡi xu gấp 6 lần luôn. Giờ thằng nào không thằng nào mua đâu, ghẹ giảm giá đi, không thằng nào mua đâu. Gấp 6 lần thị trường luôn nào mua. Rồi. Ngang bông hồng nè, quên lộn. Gấp 6 lần luôn. Nói này giờ em bán vậy ai xúc thì xúc mà không xúc thì em ăn bên nhà kia thôi mà. Biết đâu, tưởng mày bán rồi mày bán nhỏ ai mua cao quá là mua. Rồi đủ rồi. Chắc bán cho vui vậy. Đây, xong đủ nguyên liệu nè, em ép nè, đi đổ xong rồi. Nó sập sạp. Đầm ăn nàm. Gì anh lúa? Không, đang nói chuyện với... Đầy đủ anh em ơi. Hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng lục. Đó. Hoa lục là 50k điểm Tống Kim. Đây, dứt. Anh Cường ơi. Có bán gì đâu anh. Dứt. Anh Cường ơi. 20k mua vào nó đi. 23 7.000 xu nha Nam. 7.000 xu. Ép nốt cái với giày nữa là đủ bộ. Hồi canh em mấy cái phổ không có. Phổ không có đâu mà ép. Rồi. Tương Dương Trung Tâm. Tiếp tục. Anh Evan. Đâu. Đây sự kiện Vô Lan 2022 nè. Mua giày vĩnh cửu nè. Mua 1.000 cái nè. Đó. Rồi ép nè. Ghép bó hồng vĩnh cửu. Nhìn cái nè. Rồi cánh thôi. Ủa sao dương. Ừ này này này. Rồi xong bắn. Xong bắn nè. Anh bắn của em khỏe vãi. Đây anh em phần này. Bỏ xuống dưới. Rồi dứt. Đây em ơi. Dứt nha. 1 2 3 1 gì đây. 1 khăn tròn thằng mẹ. 1 cái điểm phong độ lên cấp. 1 thị tinh. Ốp cấp anh em ơi, ốp cấp anh em ơi, ốp cấp anh em ơi, anh em mình kiếm thì tên ép đồ anh em ơi. Một phổ Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán. Nó nghe mây trưởng. Vô Trần nghe mây trưởng đúng không? À nghe mây búp, nó nghe mây búp. Hai thì tên. Một là mây bót. Một cái diễn đại. Một là bài đặc biệt. Một thị tinh, hai thị tinh. Ba thị tinh, bốn thị tinh rồi. Ok, di chuyển tiếp phần khác.
Hello anh em mới vô nha. Anh em đang xem thì cho Khải một like chơi anh em ơi. Tại gần 200 anh em đang xem này, ai chưa nhấn nút like thì cho Khải một like ủng hộ chơi anh em ơi. Rồi mới có 4 thị tinh đứng hình rồi anh em ơi. 5 thị tinh rồi. 6. Cố gắng khoảng chục viên thị tinh, 15 viên thị tinh là hợp lý nữa. 7. 7 viên thị tinh rồi. 2, 4, 6, 7. 8. Đặc biệt 9. 2. Thị tinh nhiều vô, túi phi tóc lên bài. Lên đồ Thằng khác nguyên châu. Hiện tại Khải đang anh Evan Vu Lan nha anh em. Đang anh Evan Vu Lan và Thiếu Lâm mặt chính nha anh em. Phi tốc Mấu Tống Kim. Úp cấp 1227. Định Quốc Ngo. Mật Tịch 12. Kiếm cái đèn Vu Lan này mà. Cặp hai cặp đèn Vu Lan là hợp lý. Hello Trung Hà nha, hello anh em nha. Hello mọi người. 1027 rồi. Hai cặp đèn liền, tiềm năng ngon lành cành đào. Kiếm hai cặp đèn kỹ năng nữa là đủ bộ này mà. Hai cặp đèn kỹ năng nữa đủ bộ luôn. Kỹ năng đâu? Duyên, tinh 3. Trời, thị tinh hơi bị đứng rồi nha. Thị tinh hơi bị đứng giá rồi anh em ơi. Đứng rồi, không thể lên nữa nè. Tiếp tục qua đại lý trung tâm. Tiếp tục. Thị tinh nào? Gì này? Chiếc là hắn. Trang bị xấu dòng. Một hộp sát thủ. Định Quốc An Ba Ngọc Bội. Phi tốc phong độ. Ok, nè mùa trống, hết ô trống rồi. Hết ô trống rồi, đã quất qua cờ lon rồi nè mày. Hết ô trống rồi. Quất qua cờ lon rồi nhưng gì không quan trọng nè. Đây. Đặc biệt này lần bài boss này. Quất ơi, chọc chỗ quá. Mắt này mấy chục xu rồi nè mày. Mắt này rẻ rồi. Nấu nè, Nấu con kim nè. Bấm kim nè. Phi tốc đại lực nè. Hỏa phong độ nè. Thuốc phong giám nè. Bấm con kim nè. Đăng ban bội nè. Đăng quốc đai nè. Vô trần nón nè. Đăng quốc ngoa nè. Thị tinh nè. Mấy cái thị tinh có giá này đã lại nè. Bạn nhược mức luôn. Tí nội sốt. Nhân bị nè. Chủ yếu anh Vinh này kiếm thị tinh đây mà. Kiếm thị tinh. Rồi. Có vẻ như không còn gì hết luôn rồi. Tốc ban, cá nhân, khăn tròn. Tất nhiên. Rồi ok. Tiếp tục ăn nè em ơi. Còn 399 cái nữa nè. Rồi tiếp tục. Bài boss. Thị tinh đâu? Mới có 1, 2, 3, 4, 9, mới 10 viên thôi nè em ơi. Mới 10 viên thị tinh nè. Thêm 5 viên nữa nào. 6 viên nữa nào. Mới 10 viên thôi. Tiếp tục. Thông thường. Như này, để 3 viên kiếp. Đó, thị tinh đây. Thị tinh đây. Đó, 12 viên. Mười hai viên rồi, cố lên, thêm 3 viên nữa ơi. Đã sẵn ô ấy. Không lấy em ra nữa. Để bài boss. Cái lộ đặc biệt. Viên, gì đây. Lôi khung cầm đáy. Định Quốc Xa Quán, trời. Phi tốc.
Ơi, gì là Lâm An đi. À, Lâm An thấy có vẻ hơn Thành Đô đi. Đô đấy chưa đi. Thị Tinh, Tinh Hồng, một Thị Tinh nữa, ok. 14 viên Thị Tinh rồi. Thị Tinh. Đèn họ đang kỹ năng nào? Mộng Long, Hồng Sa, Hồng Kim. À, áo Mộng Long rồi anh em à. Gì đây? Mộng Long, Kim Ti, Tránh Hồng, Cà Sa. Ừ, ngon. Có cái một phổ Mộng Long rồi anh em à. Áo Mộng Long, được. Đó, 15 viên Thị Tinh, cố lên. 15 viên Thị Tinh rồi anh em. 16 viên Thị Tinh rồi. Hợp lý, nó lại hợp lý. 16 viên rồi. Mình hết ô chứ. Đúng chứ, gì đây. Đình Quốc Sơn Ngo nữa. Rồi, ok, qua các đường rồi. Đây. Để mày bót mấy cái này vứt nè. Vứt nè. Mày bót nè. Mày bót ngô nè. Mày sao quán nè. Qua luôn nè. Bót nè. Bằng nhược nè. Lách lũng các kiểu nè. Qua bên đi. Ở dọc rương. Tinh Hồng. Phi tóc. Nấu. Lộ. Hiểu lộ. Đăng hội cá nhân. Phúc Duyên. Rồi, được một cái áo. Được một cái áo em ơi. Được một cái phô áo. Vui nè. Thiếu Lâm Đào Pháp Vô Thương Chám. Ây cha. Ồ, này cái tầng Thiếu Lâm Quyền Pháp. Quán gấp. Và tiếp tục. 1, 2, Cập Phong Tâm Thanh Phù. Ngon. Ba mươi ô để mở cái này hả? Không mất con rương nha nè. Hiện tên ba nè. Phổ nè. Cái nhân bị nè. Phúc Duyên nè, khắc vô nè. Cá nhân nè. Bằng hội nè. Rồi. Chúng ta được gần 1 à, chủ yếu Thị Tinh thôi em ơi. 1, 2, 3, 4 được 16 viên Thị Tinh. 16 viên Thị Tinh rồi. 16 viên Thị Tinh và hai cái đèn cũng được. 16 Thị Tinh cho 250 một viên đi. 250 nhân cho 16 là thu được 4 kim rồi. Cuốn này được 500 xu không? Cuốn này nuốt rồi. Cái này chỉ được 500 xu một cái này. Đó, hai cuốn kim đây. 5 kim thôi, được 5 kim rồi. Này nuốt thêm được 10 điểm rồi nè. Đó, tháng mới mà. Đó. Nên chăm sóc mạnh luôn cho nó hợp lý. Ok, 50 sức mạnh. Rồi. Giống đầu là anh tiếp tục 50 khăn tròn nha Nam. Cái cuối cùng lồng lồng, cái cuối cùng chưa mở mà. Như đây. Đại thành 90. Trời, thứ này thành 120 nè. 21. Trời, quyển 1 nữa, quyển 1 dư rồi. Mặt rương mặt nạ, càng khôn 15 ngày. 2 ngày nữa cũng được ăn cái này. Ok, mở nè. 500 triệu MP. Khánh cả 5. Ngày 16 tháng 7. À, được đấy. Ôi, khánh cả 5 thì mất cái kỹ năng của mình. Vãi thì cũng được. Ôi, mặt nạ nhìn chắc nha. Sáng là chắc nha. Khánh cả 5. Được 15 ngày. Rồi, đã thành vị ký 90. Rồi, khôi rượt. Nhẫn nhu tình. Rồi, ok. Năm quyền pháp. Cái này nốt hết rồi. Rồi. Chúng mà lỗ chứ khoảng 2 kim anh em. Lỗ khoảng 2 kim. Lời được kinh nghiệm anh em. Lời được mới kinh nghiệm. Ok, đi ốp hàng cho anh em xem. Không chơi mà lên. À, chưa. Mình ăn thêm 50 cái bông, cái dây này nữa. Anh ăn thêm 50 cái bông này nè. 1 này. 2 này. 3 này.
4 này, 5 này, 6 này. Về thôn, về thôn. Chưa, anh cái này nữa biết lỗi lời này. Này tính ra là được thu được 5 kim rồi đấy. Thân phù vô hạn. Boss được bị bỏ rồi. Đến lung linh. Nhận quân kiếm vứt luôn. Và nhất là hắn thí tạch. Nhận kiếm lỡ bao sốt luôn. Kiếm chủ yếu canh cái này. Kiếm cái phi phong kỹ năng 1 cấp là đẹp rồi nè. Kỹ năng 1 cấp là đẹp. Trời ơi gì vậy. Phong độ bằng nhược. Đã phát sáng. Cục 500 triệu ok. Thì tên cũng được. Thì tên đâu là hắn. Thân hình phù. Tinh hồng. Thổ phù. Thiết là hắn. Hơi bị chặt rương rồi đấy. Giờ gãy cho xe đấy nên mà chặt rương này. Tinh dương nam. Lô gì vậy kìa. Gì vậy. Thì nhận đơn anh chuẩn bị cắn nào. Tục. Thiên cơ là một viên thiệt tinh. Trời đủ anh đúng được một viên thiệt tinh. Cái là hắn này. Không giao dịch được. Đây 3, 4, 2, 4. Được cái này. Hai đi. Chặt rương quá. Một cái này. Trời ơi. Ôi. Được hai cái kỹ năng luôn. Ngon lành. Cần đào luôn. Ngon ngon. Full vô. Một, hai. Phục diệt. Giao dịch này. Chặt rương không? Cái bên góc trên này anh Cường ơi. Một này. Đi đánh trống tìm như kiểu đi chém nhau. Căng thành quá. Hai. Beautiful. Tiếp tục. Về mua mẫu á. Anh tiếp này. Trời toàn là hắn không. Bốn. Nhưng là ba. Quá tử. Bốn. Chặt chỗ nữa. Lắc nè. Cái cục này chuẩn bị tụi anh ghẹ. Một quan ngày sau tụi anh rồi mà. Quan ngày sau anh là 3 tỷ rồi mà. Đang gom mua thêm đây. Thấy em đi mua 250 dạng rồi. Giờ đang gom mua nữa đây. Ngày mai anh được rồi. Xin đi anh Cường ơi. Ra bóc cấp cho con ngày 10 nó lên 120 này. Ô, thương chán. Anh em vẫn nào mà chưa lên 120 thì vã thiệt. À, 116 ăn lên 100 được 19, 8 mấy phần trăm. Đầu tư thêm chút nữa đi vào kích shop đây. Trên đồ quá giờ, đầu lên rồi. Trời ơi, tuần thiết hoang không. Đồ anh 50 túi, đúng được một viên thị tinh. Áo vái. Trời. Đào. Trời thế này anh yêu mình được. Còn 3 giờ này anh Cường ơi. Ông được 4 cấp. Rồi ok. Đủ 50 cái. Ở đâu nhỉ? Rồi full này. Full rồi, full slot rồi. Rồi tính ra xem mà.
Tính ra thì anh Evan được hết 7 kim thì thu lại thì cũng được ít đồ nè. Hai cục này được khoảng 500 xu. 5 xu là 10 boss thì dư quá trời, được 10 boss 2. Bên này là 3 rồi. 5, 10, 15 lần 10 boss đại. Quên, 15 lần bài boss đặc biệt. Nói chung tầm này lần bài boss này có 30 xu thôi em ơi. Có 30 xu thôi nè, khá là ít. Tại vì hôm nay không ai muốn đánh nữa. Còn được có 2, 4, 8, 17 viên thủy tinh. Được 17 viên thủy tinh. Rồi, 17 viên thủy tinh rồi, hết rồi. 17 viên thủy tinh nhân cho 250 đây. 17 nhân cho 250, mùa này 250. 4.250 xu. Chứ lại được ngân ít đồ như là quyển sách này nọ này. Chung là cũng được gần 5 kim. Chung là tính ra thì lỗ khoảng 2 kim. Lỗ 2 kim nhưng mà thu là được lên 5 cấp nè. Từ 125 mà lên 124. À 4 cấp chứ. 4 cấp, hơn 4 cấp. Hơn 4 cấp một chút. Hơn 4 cấp một chút. Rồi hết điểm rồi. Rồi xong. Anh em xem video này đừng quên cho Khải một like cho nha em ơi. Tí nữa Khải sẽ ăn tiếp tục khác nha Nam. Tí nữa Khải sẽ ăn tiếp tục ăn cờ lon nha em ơi. Đó, được mới tên bây giờ chặt rương quá. Giờ Khải phải chọn rương cái này em ơi. Hello Tướng Hải nha, hello John Mitch nha, hello tất cả anh em. Chúc anh em xem live dễ nha em ơi. Chúng bày Khải dọn rương và tiếp tục ăn nghe vấn đề khác nha Nam. Cái này mới thì tin này. Cái này thì được quả tim đang phong độ. Tên mùa này ăn nhiều lắm. Chia xe ăn mỏi luôn á nè. Tiếp tục Khải ngày khác nha Nam. Đợi chút.